rau xanh tàu của giò mấy mì khô của nhớ chua là nhớ là tê nhớ là xanh điện viên đó ở chè cú tàu tuôn nó mi tuôn ra ha thì cú cú tàu mót cú đi rau chỗ là ha đấy giờ thì cú nhớ tàu tuôn chúng mấy hạt được ha mấy hạt cú tàu mót cho mấy nó thì cú tàu mót thì như giờ ấy tàu mót ăn dưa này giờ tàu mót thì đại dương ăn dưa nó thì à thì tàu mót tàu có sống nó này giờ thì chưa trồng ha cú tàu mót cô không bảo ta thì không bảo mót chua cho cú nó thì à cú tàu mót thì tôi không cây này cô nên đã có biết đâu chị cho cháu chua ta chị của tôi mót cho ăn chị tôi ha này giờ chị của cháu ăn những cái hát này chị à tôi mấy chú này giờ mấy chú chị sao lại hà hà chị của anh đó tao chị của anh em thì vốn ra mấy chú cho luôn nó ta chị của nó mới thường ra nó ta chị của cha đi à đồng to hay của tôi mót nó chơi rong là gì của tôi nó ta tao lên mua thế ít lúc thì tao nói là nó chị à của tự nông ta đại của chúng mót dân kinh tế của mót ta đại gia thôn trang nó trong đồng của chúng mót nó này rồi chị thôn trang nó ít từ trong chặt là đi ở ấy ít cho là chị là tiêu mua đồng mót để các sư ít nhà của tôi chị mua dụ cho luôn nó trong cành cầu lên nó chỉ hiện ra lên ha nhà hạt đất tại đây chị nhà bên nó chua tỏ không bảo chị bên nó ta để ít hạt thí sư chị bên chúng mót chẳng ăn chị tu để biết chẳng ăn kinh rồi chị của nó thường ra nói chị của tôi mò nếu của rong ha thì nói chị của chị ba xe giờ chẳng ai giữ hết con tạt sơn nó ha cho lưu của nó ha nói chị à chỗ này chị là điều thay cho tôi mua mò là chị muốn giữ chẳng trai nó cho lúc nó để ba tay giữ chưa xa ha ba tay giữ khó kì giữ nên nhua xa giữ chưa mò xa nửa năm sau nữa chị